Chào các bạn, hôm nay tôi mua được một ít long nhãn khá là mập mạp, khỏe lắm. Đây, mở cho các bạn xem. Cây rất là khỏe, rất là mập mạp. Có thể có non này. Chó non đi ăn non đấy. Hoa của nó thì chắc là tôi không cần phải giới thiệu nữa, chắc là mọi người cũng biết cả rồi. Đây, có bây giờ tôi mới mở ra xem thì mới biết là có cây thì nó bị hơi vàng một chút, mà nó bị nhánh này thôi, không sao cả các bạn, vẫn đây, nhánh này vẫn còn xanh tốt. Ừ, rất là to, rất là khủng luôn. À, rất là khủng. Lẫn một số cây nhỏ họ ở phía bên trong, tôi cũng không mở ra xem, không biết. Đây các bạn, khi nữa này, tôi cũng chưa bao giờ mua nhiều lan như thế này đâu, nhưng mà hôm nay đi qua chỗ chợ đấy thì thấy đồng bào họ để chỗ nắng, nhìn khổ thân mấy em lan này quá, thế là tôi mua hết giúp họ, nắng quá sợ nó héo đó. Cây rất là khỏe, rất là mập, dài lắm nha các bạn này. Đây, dài cực kỳ luôn. Mọi người có thể search trên Google hoa của em này, hình như là long nhãn. Tôi không chắc chắn lắm bởi vì tôi cũng không dành về lan. Rồi, ai có nhu cầu thì inbox cho tôi nha.